Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyên nha. Thì hôm nay bên tại Mô tô miền Nam mới về một cái lô xe khá là mới luôn, vừa mới cập bến, chưa kịp gắn gương nữa nè mọi người. Thì hôm nay Nguyên sẽ quay báo giá chi tiết cũng như là chương trình ưu đãi giá xe hiện tại của nhà Piaggio như thế nào ha. Trước khi đi vào nội dung chính ngày hôm nay thì Nguyên cũng xin giới thiệu một tí. Và hiện tại Nguyên vẫn đang là nhân viên kinh doanh của Piaggio Mô tô miền Nam với địa chỉ là 52 Tô Ký, phường Đông Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra cơ sở thứ hai của bên Nguyên đó là nằm ở 369 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà khách hàng đang ở gần hai khu vực mà Nguyên đã vừa nêu ra thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với số hotline của Nguyên. Nguyên sẽ để trên góc màn hình để cho mọi người có thể dễ tìm kiếm ha. Thì cái số hotline của Nguyên là 058-657-3896. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp hoặc là các bạn Zalo để Nguyên có thể gửi một cái định vị của cửa hàng. Và mọi người có thể đến trực tiếp showroom để xem xe thực tế luôn ha. Rồi, và cũng làm tránh làm mất thời gian của mọi người. Và đây là một cái lô xe mới nhất. Thì thực sự là không còn chỗ để luôn á. Ở phía dưới khu vực trưng bày của showroom ở đâu đâu cũng là thấy xe hết nha mọi người. Đó thì hình như là hôm nay cũng gần đầy đủ hết tất cả các màu rồi. Và giá xe hiện tại của nhà Piaggio cuối năm thật sự là có một mức giá khá là tốt luôn mọi người. Và nó có rất là nhiều chương trình ưu đãi ha. Ví dụ như là cái xe của mẫu của bản thể thao đây, hai mẫu trắng và đen. Đây là hai mẫu xe của bạn thể thao, bạn cao cấp ha mọi người. Thì nó sẽ có là 150 phân khối và cũng có 125 luôn ha. 125 đang bán với giá là 79.800.000 và 150 đang bán với giá là 94.300.000. Nhưng mà hai mẫu này mọi người, nếu mà khách hàng mua xe trong tháng 12 này nè, sẽ được giảm sốc 3 triệu đồng luôn ha. Thì đối với 125 phân khối hiện tại bây giờ so với bạn thể thao chỉ còn có 76.800.000 thôi. Và cái mẫu của bản 150 thì chỉ còn có 91.300.000. Đó là một cái mức giá khá là hấp dẫn luôn. Và ngoài ra nó sẽ còn có một cái bản xe tiêu chuẩn đó mọi người. Thì nó sẽ gồm có 4 màu để cho mọi người lựa chọn luôn ha. Gồm có màu đỏ cherry nè, màu vàng, màu xám và màu xanh dương đậm. Thì 4 mẫu này nếu mà giảm so với mọi người mua xe tại thời điểm này sẽ được giảm sốc 3 triệu thì chỉ còn có 74.400.000 thôi. Đây là một cái mức giá khá là hấp dẫn luôn. Và ngoài cái chương trình tặng cái voucher tiền mặt này ra thì mọi người còn được bốc thăm trúng thưởng khi mua xe tại Mô tô miền Nam. Và cái trong đó cái voucher và phần quà lớn nhất là sẽ là 5 triệu đồng tiền mặt. Đó thì nếu mà khách hàng mua xe trong tháng 12 này cơ hội được nhận voucher 8 triệu tiền mặt là chuyện bình thường ha. Nếu mà khách hàng đang hôm nay là mình là người may mắn xem được cái video này của Nguyên á thì liên hệ trực tiếp với Zalo của em hoặc là gọi trực tiếp luôn để mình có thể được là khách hàng, một trong những khách hàng may mắn nhận được cái voucher 5 triệu tiền mặt này luôn ha. Và ngoài ra mọi người, nếu mà so với đối với khách hàng ở tỉnh á, mua xe thì vẫn được hưởng cái chương trình này. Tuy là khách hàng không đến trực tiếp với cửa hàng để mình có thể bốc thăm trúng thưởng, nhưng mà em sẽ gọi trực tiếp với mọi người. Đối với khách hàng ở tỉnh thì em sẽ bốc thăm trực tiếp cho mọi người xem và em sẽ giao xe về tận nhà cho mình luôn ha, nên là mình cứ yên tâm. Và đặc biệt mọi người, thì cái chương trình bốc thăm trúng thưởng á, thì sẽ đối với dành cho tất cả các khách hàng, dành cho khách hàng trả thẳng và khách hàng trả góp luôn nha. Còn đối với cái voucher 3 triệu tiền mặt á thì chỉ áp dụng cho khách hàng mua xe trả thẳng. Và những khách hàng mà mua xe trả góp á thì bên em vẫn hỗ trợ khách hàng là góp với 0% lãi suất. Nên là có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi và hấp dẫn dành cho cuối năm 2022 nha. Và ngoài cái dòng xe Vespa S-Drive này ra thì bên em vẫn còn có tất cả đầy đủ các dòng xe. Ví dụ như là Vespa Primavera, Vespa GTS, Vespa GTV và Liberty S và Medley. Nói chung là có đầy đủ tất cả các dòng xe của nhà Piaggio. Nên là mọi người có thắc mắc gì á, hay là mình muốn ngoài ra nữa mọi người, thì mình có thể mua một chiếc xe và mình sơn theo cái sở thích của mình, cái ý thích của mình. Ví dụ như là chiếc xe màu trắng nè, mọi người muốn đi theo những cái chi tiết viền màu đen để cho nhìn chiếc xe mình nó cứng cáp hơn và nó mạnh mẽ hơn thì cũng em cũng có rất là nhiều mẫu, nhưng mà có thể là đôi khi giao xe sơn xong thì giao liền cho khách nên là chưa có kịp quay cho mọi người xem ha. Nếu mà mọi người muốn sơn theo cái màu yêu thích của mình, là mình muốn phối theo cái cách nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em sẽ gửi mẫu, nhiều mẫu qua cho mình tham khảo nha. Rồi,
Và video của em tới đây là kết thúc, và hẹn gặp lại mọi người một cái video mới hay hơn và nhiều cái chương trình ưu đãi hấp dẫn hơn nữa nha.